trúc SUV đô thị từ lâu đã ghi dấu ấn của Ford EcoSport với vai trò tiên phong trong phân khúc này tại Việt Nam. Mẫu xe của Ford đang phải cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona hoặc là Honda HR-V. Ngoài ra, Ford EcoSport còn chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi các dòng xe 7 chỗ gia đình như là Mitsubishi Xpander hay Suzuki Ertiga. Hiện tại thì Ford EcoSport có tất cả là 5 phiên bản có chính sách bán hàng như sau. Đầu tiên là Ford EcoSport 1.5 lít MT Ambient. Đây là cái phiên bản tiêu chuẩn số sàn, có cái giá bán là 545 triệu. Bản số 2, Ford EcoSport 1.5 lít AT Ambient, có cái giá bán là 569 triệu. Bản số 3, Ford EcoSport 1.5 lít AT Gen, có cái giá bán là 593 triệu. Bản thứ 4, Ford EcoSport 1.5 lít AT Titanium, có cái giá bán là 648 triệu. Này sẽ được hỗ trợ đến 38 triệu đồng tiền mặt và sẽ tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 10 triệu đồng. Bản cuối cùng đó chính là chiếc Ford EcoSport 1.0 lít AT Titanium. Hiện tại bản này có cái giá niêm yết là 689 triệu, đang được hỗ trợ 39 triệu đồng tiền mặt, giá bán cụ thể là 650 triệu đồng. Cũng sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Nếu các bạn quan tâm đến chính sách bán hàng và giá cả, màu sắc, các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0906 828 999 gặp Cường Trần để có chính sách bán hàng cũng như là giá cả tốt nhất. Hiện tại thì Ford EcoSport vẫn duy trì thiết kế nhỏ gọn, không kém phần năng động, sang trọng, chắc chắn là một dòng SUV nên kích thước dài tổng thể là 4.325mm, rộng 1.755mm, cao 1.655mm. Tương tự, trục chiều dài cơ sở là 2.519mm và khoảng sáng gầm xe là 175mm. Chiếc xe có khả năng vượt địa hình khó hoặc lên xuống vỉa hè tương đối dễ dàng. Ford EcoSport có góc thoát trước và sau lần lượt là 23 đến 35 độ. Các điểm nhấn trên Ford EcoSport là cụm lấy tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, viền chrome đi kèm các họa tiết tổ ong khá thể thao, cụm đèn pha thiết kế vứt ngược về phía sau đi kèm hốc đèn sương mù hình tam giác. Ốp trước tạo cho đầu xe một phong cách SUV hầm hố đặc trưng. Chiếc xe được trang bị đèn pha halogen kết hợp chóa phản xạ đa chiều, trong khi bản EcoSport 1.0 Titanium trang bị đèn projector tự động bật tắt, tích hợp đèn LED ban ngày hiện đại hơn. Ngoài ra, cả phiên bản Titanium đều trang bị đèn sương mù halogen, trong khi các phiên bản còn lại không có tính năng này. Đây, chúng tôi xin tổng hợp lại chính sách bán hàng cũng như là giá cả của chiếc Ford EcoSport hoàn toàn mới. Nếu các bạn quan tâm đến chính sách bán hàng và giá cả thì các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0906 828 999 gặp Cường Trần, đại diện đại lý Ford Mỹ Đình để có chính sách bán hàng cũng như là giá cả tốt nhất. Cảm ơn các bạn quan tâm kênh Vua Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.